kêu cái nhà để đang để bài vào nhà em. Tiki đang kêu ở trong nhà nha. Mẹ vào đây. Đi vào đây. Sữa mà. Ừ. Ăn dậy rồi khóc cả. À? Ăn không thấy mẹ lại khóc à? Ừ, ngoan quá mẹ nhỉ. Ừ, này để bế con. Bế con. Để hai đứa để cho ra ngoài võng nằm ngủ nằm nhá. Nha. Em đói thì em khóc đấy nhỉ. Em đi tìm mẹ nhỉ. Chân nữa không? Thank you.